Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2017, nhưng với quyết tâm cao, ngành dệt may đã từng bước ổn định, xuất khẩu dệt may đã đạt được tăng trưởng hai con số, đưa kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt mức tăng trưởng 10,23% một năm, với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 31 tỷ đô la Mỹ, vượt mục tiêu đề ra. Năm 2018 dự báo sẽ là năm thuận lợi, toàn ngành đạt mục tiêu xuất khẩu 34 tỷ đô la Mỹ. Năm 2017 dù không có nhiều thuận lợi, nhưng tăng trưởng của ngành dệt may vẫn đạt mức khả quan. Các doanh nghiệp đã cố gắng hoàn tất các đơn hàng đã ký với đối tác cũng như các kế hoạch đã đề ra. Trong đó đáng chú ý là các doanh nghiệp đã nhanh chóng mở rộng quy mô chuỗi giá trị, đón đầu tăng trưởng và định hướng phát triển có tính bền vững trong tương lai. Vượt qua những khó khăn thách thức chung của nền kinh tế, Tổng công ty May 10 tiếp tục duy trì đà phát triển với tổng doanh thu năm 2017 đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 3,29% so với năm 2016. Để đạt mục tiêu của năm nay, May 10 đã đầu tư cải thiện hệ thống sản xuất, tập trung vào một số mặt hàng thế mạnh, đáp ứng nhu cầu thị trường, tập trung đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề để đáp ứng yêu cầu phát triển. Tổng công ty May 10 chúng tôi thì với cái quy mô là 18 nhà máy trên 7 tỉnh thành phố và khoảng 12.000 lao động. Và trong cái cơ cấu của doanh thu thì cái tỷ trọng doanh thu xuất khẩu là chiếm 80% và thị trường nội địa là chiếm 20%. May 10 chúng tôi cũng là một trong những cái doanh nghiệp mà có thể vào top đầu của những doanh nghiệp có năng suất lao động cao, bởi vì chúng tôi đầu tư máy móc thiết bị rất là hiện đại và trình độ của người lao động cũng như là trình độ kỹ thuật của May 10 thì cũng rất là tiên tiến. Cùng với việc giữ vững đạt mức tăng trưởng tốt ở những thị trường xuất khẩu chính như là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ngành dệt may Việt Nam đã nỗ lực phát triển đa dạng hóa thị trường. Các thị trường như là Trung Quốc, Nga, Campuchia có sự bứt phá rõ rệt. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ tư và tiến sát với thị trường Nhật Bản, đạt kim ngạch lên tới 2,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017. Xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc năm 2017 cũng đã đạt 3,2 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, các mặt hàng có giá trị gia tăng cao như là vải, sơ sợi, vải địa kỹ thuật, phụ liệu dệt may cũng có sự tăng trưởng rất tốt. Năm 2018 phải nói là ngành dệt may Việt Nam chúng ta đón một cái luồng thông tin rất là tốt. Thực tế rằng hiện nay thì quý 1, quý 2 và kể cả đơn hàng quý 3 chúng ta đã có rồi. Và như vậy thì tôi cho rằng là mục tiêu cả năm nay chúng ta, mục tiêu đặt của cả ngành ấy, khoảng 35 tỷ đô la là mục tiêu rất là hiện thực cho ngành dệt may Việt Nam. Nhưng cái điều quan trọng nhất là chúng ta đa dạng hóa là thị trường. Hiện nay thì chúng ta xuất khẩu 45 cái thị trường lớn, Mỹ là 1, EU là 2, Nhật Bản là 3 và Hàn Quốc là 4. Và đến bây giờ thì chúng ta bắt đầu xuất khẩu vào Trung Quốc. Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam năm 2015 định hướng đến năm 2020 đã xác định mục tiêu tổng quát phát triển ngành dệt may Việt Nam. Đó là trở thành một trong những ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn về xuất khẩu, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng trong nước, tạo nhiều việc làm cho xã hội, nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập vững chắc kinh tế, cũng đưa đến không ít thách thức như tại thị trường trong nước, các doanh nghiệp dệt may phải đối diện thường xuyên với nạn hàng nhái, hàng giả. Còn thị trường nước ngoài, sản phẩm dệt may Việt Nam đang bị cạnh tranh gay gắt bởi các chính sách bảo hộ hàng nội địa của nhiều quốc gia. Thực tế này yêu cầu ngành dệt may phải có định hướng chiến lược để nâng cao hiệu quả các tài sản trí tuệ, trong đó xây dựng được những thương hiệu dệt may mạnh, nâng cao phát triển giá trị của các thương hiệu này và việc bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh được xác định là vấn đề then chốt. Việc tiếp tục nâng cấp ngành dệt may Việt Nam lên một bậc thang cao hơn trong chuỗi giá trị của ngành dệt may thế giới chính là việc xây dựng các thương hiệu của mình và có cái sở hữu trí tuệ một cách phù hợp pháp luật, không phải không những chỉ ở trong nước mà cả trên thị trường quốc tế, để bảo vệ mình và định hướng trong dài hạn là sẽ có được những hiệu quả kinh tế từ các cái tài sản sở hữu trí tuệ, các tài sản vô hình này. Năm 2018 được dự báo sẽ là năm khởi sắc và có nhiều yếu tố thuận lợi. Đó là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA, Hiệp định Đối tác Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương CPTPP được ký kết, sẽ là đòn bẩy quan trọng trong hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi rộng mở thị trường cho ngành dệt may. Để đạt được mục tiêu xuất khẩu 34 tỷ đô la Mỹ năm 2018 và có sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo, ngành dệt may tập trung đầu tư tái cơ cấu nội bộ, áp dụng công nghệ tiên tiến để tự cân đối dần các khâu, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, chuyển dịch sản xuất theo vùng lãnh thổ, tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp dệt may trong nước, doanh nghiệp trong nước với đầu tư nước ngoài, khai thác thị trường truyền thống song song với khai thác thị trường mới,
từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.